bảo. Nam mô ta sa bà đa va tô bà ra na tô sam ma sam bụt đà sa. Nam mô ta sa bà đa va tô bà ra na tô sam ma sam bụt đà sa. Nam mô ta sa bà đa va tô bà ra na tô sam ma sam bụt đà sa. Con em hết lòng thành kính làm lễ Đức Phát Ra Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh kiến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phát Ra Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh kiến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phát Ra Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Iti vi so pha ra hoa A-la-hán. Đức Thế Tôn hiểu A-la-hán bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền kiên tật thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Sấm ma sấm bút thô. Đức Thế Tôn hiểu sấm ma sấm bút thô bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Quýt cha cha ra na sấm bần nô. Đức Thế Tôn hiểu quýt cha cha ra na sấm bần nô bởi Ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Xú ga tô. Đức Thế Tôn hiểu xú ga tô bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt, đại niết bàn. Lô ca quy đu. Đức Thế Tôn lô ca quy đu bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro. Đức Thế Tôn hiểu Anuttaro bởi Ngài có đức hạnh không ai bị. Purisathammasarathi. Đức Thế Tôn hiểu Purisathammasarathi bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha de wa manussa nan. Đức Thế Tôn hiểu Sattha de wa manussa nan bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddho. Đức Thế Tôn hiểu Buddho bởi Ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phá ra hoa tí. Đức Thế Tôn hiểu phá ra hoa bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nát thi mê sa ra năng anh nhân bút thổ mê sa ra năng quá răng ê tê na sắc cho quách chê na hồ tú mê cha gia măng ra lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Xoa hoa kha tô pha ra hoa ta thăm ngô, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thăm mô là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sanh đích thi cô là pháp chữ thành thấy chắc biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. A ca lý cô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. E hi bát si cô là của chư thành đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ô bá na di cô là pháp của chư thành đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bát chát tăng quê đi tấp bô huynh nhu hi là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết được thấy tự nơi tâm. Nát ti mê sa ra năng anh nhân thăm mô mê sa ra năng quá răng ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng ga lăng.
chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải làm thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Subhati bano phagavato sa vakasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Uchubati bano phagavato sa vakasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà gia ba ti ba no pha ga wa to sa wa ca sang kho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti ba no pha ga wa to sa wa ca sang kho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Gia đi đằng chát tà ri bú ri sa yu gà ni. Tăng nếu đếp tôi thì có bốn bậc. Tăng đà đạt đạo cùng quả tu đà quần. Tăng đà đạt đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đà đạt đạo cùng quả a na hàm. Tăng đà đạt đạo cùng quả a la hán. A ta bú ri sa bút gà la. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đà đạt đạo tu đà quần. Tăng đà đạt quả tu đà quần. Tăng đà đạt đạo tư đà hàm. Tăng đà đạt quả tư đà hàm. Tăng đà đạt a na hàm. Tăng đà đạt quả a na hàm. Tăng đà đạt đạo a la hàm. Tăng đà đạt quả a la hàm. Ê sa pha ra wa tô sa wa ca san khô. Chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu nay yo. Các ngài đang thọ lãnh 41 vật dụng của tính thí ở phương xa, đem đền dân cùng cho những người có giới hạnh. Ba hu nay yo. Các ngài đang thọ lãnh của tính thí mà họ dành để cho thân nguyện cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đền dân cũng cho các ngài. Đắc khi này vô, các ngài đáng thọ lãnh của tính thí, tinh lý nhân quả, đem đền dân cũng. Anh chá lý ca ra ni vô, các ngài đáng cho chúng sinh lễ bái. A nút ta răng quân nhắc khét tăng lô cách xa. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt. Nát thi mê sa ra năng anh nhân, sang khổ mê sa ra năng quá răng. Ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê, cha gia măng ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải làm thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc bên cho con y như là chân thật này. Quanh đà mi chê tí văn sập băng sập bát tha nê. Su ba tích thi tăng. Sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân. Bút tha rù băng. Sa ca lăng sa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mồm hi cha rằng anati to pha ya thi thầm mồm hi pha ya tình anati to marana thầm mồm hi marana anati to sắp bề hi mề bi về hi mana bề hi na na pha quy na pha wo cầm mắt sa con hi cầm mắt đa gia đồ cầm ma vô ni cầm ma bản thù cầm ma ba ti sa ra no dặn cầm mang ca ri sa mi
Kanyanang qua ba ba căng qua tát sa đa ya đô pha huyết sa mi ê quang âm hê a phình hằng bắt cháu quét ký tắc băng thế tôn lời giải tỏ tường năm điều quảng tượng phải thường xét ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục qua canh tạng ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ ta đây phải chịu vô phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành sắp bê sát ta á quê ra hôn tu su khi ta hôn tu nít đúc kha hôn tu áp gia bách cha hôn tu a ni kha hôn tu đi kha du ca hôn tu a ro ga hôn tu sam bát tỳ hi sa mít chan tu su khi a ta năng ba ri ran tu đúc kha bát ta cha nít đúc kha pha yap bát ta cha ni pha ya so khắp bát ta cha ni so ca hôn tu sắp bề bi ma ni no nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau hãy cho được sự yên vui đừng có khổ đừng làm hại lẫn nhau đừng hẹp lượng hãy cho được sống lâu đừng có bệnh hoạn hãy cho được thành tựu đầy đủ hãy giữ mình cho được sự yên vui tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ xin quý vị trong đạo tràng cùng với Mata đọc tắt vặt để xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma văn phạn tê quý sùng Rakhanatha yati sarate na sa bành cha si la ni ya cha ma bạch ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích tu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sùng quy sùng Rakhanatha yati sarane na sa ban cha si la ni ya cha ma bạch ngài chúng con xin thọ tam quy và giới tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì ta ti dầm bi ma dần phàn tê quy sùng Rakhanatha yati sarane na sa ha ban cha si la ni ya cha ma bạch ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh con kính dâng mít đến ngài để ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ, con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ.
Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy của ngũ giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt đăng sa nâng ca chá ha mi con nêm a lòng cảnh kính xin quy Phật. Đồng mong sa nâng ca chá ha mi con nêm a lòng cảnh kính xin quy Pháp. Sẵn khẳng sa nâng ca chá ha mi con nêm a lòng cảnh kính xin quy tăng. Đức Tỳ Giám Bi Bồ Đăng Sa Nâng Ca Chá Ha Mi Con Nêm Lòng Thành Kính Xin Quy Phật Lần Thứ Nhì. Đức Tỳ Giám Bi Đắc Mong Sa Nâng Ca Chá Ha Mi Con Nêm Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Nhì. Đức Tỳ Giám Bi Sẵn Khăn Sa Nâng Ca Chá Ha Mi Con Nêm Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Nhì. Ta Tỳ Giám Bi Bồ Đăng Sa Nâng Ca Chá Ha Mi Con Nêm Lòng Thành Kính Xin Quy Phật Lần Thứ Ba. Ta Tỳ Giám Bi Đắc Mong Sa Nâng Ca Chá Ha Mi Con Nêm Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Ba. Ta Tỳ Giám Bi Sẵn Khăn Sa Nâng Ca Chá Ha Mi Con Nêm Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Ba. Alo, Shikmita bị trục trặc kỹ thuật rồi. Alo, Shikmita có thể ra ngoài của cô lại ha. Alo, xin mời Shikmita ha. Bụt thăng xa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm măng xa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khăng xa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti yam bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti yam bi thăm măng xa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti yam bi thăng khăng xa ra năng gạch cha mi. Đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần nhì. Ta ti giam bi bút
Thằng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tati Yambi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tati Yambi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy lần thứ ba. Tị Saranagrahanang Nikhitam, Pháp quy tâm bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Bà na ti ba ta về làm anh đi sẽ khó với năng sama đi. Con xin vâng giữa điều học là quy chánh xa sư sát sanh. A đinh na đa na về làm anh đi sẽ khó với năng sama đi. Con xin vâng như điều học là quy chánh xa si trồn khóc. Cà mê su mi cha cha ra quê ra mạnh y si kho vấn hướng sâm ma đi dạ mi. Con xin vâng như điều học là quy chánh xa si tà hạnh mu sa wa đa quê ra mạnh y si kho vấn hướng sâm ma đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura mê ra nhau mai chập qua mai đất thả nam. Quê là mạnh đi sẽ khó với năng sâm mát dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đa quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối su ra me ra ya ma chấp ba ma đắc tha na quê ra ma ni xích kha ba đăng Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ibani pancha sika badhani sa thukang katua ngập bamade nani chakalang samarakhitapang. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải tam quy như thành theo trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh yon ti, sì lê na phu ca sâm ba đa, sì lê na ni phu tinh yon ti ta sâm ma, sì la ngụ sô tha dê. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thù sa thù lành thai út ta măng ghê na hoành đề hằng bà đa bằng sùng quá rút ta măng bút thể vô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vị chân Đức Phật
là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vui phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàng đề hằng thăm mạnh cho đuôi thằng quá rằng thăm mê vô khá li tô đồ sô thăm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út tăng ghê na hoàng đề hằng săn khẩm cha đu quy đốt ta măng săn kề vô khá li tổ đồ sô săn khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. So atthalatho sukhito varunho buddhasa sane arogo sukhito isa sabbe nyati pisa atthalatham. Sukhita varunha buddhasa sane aroga sukhita ho isa sabbe nyati pite atthalatha. Sukhita varunha buddhasa sane aroga sukhita ho tasaha sabbe. Nhà tiết thiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ sa thủ lành thai, chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, lắm vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phật đều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thủ đạo màu, tu hành tinh tận họ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam mang các tắc bằng khi Yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su la tang ca tang ye sat ta san ni no at ti ye cha sat ta san ni no ca tang bu nya pha lang mai hang sap be pha ghi pha wan tu te ye tang ca tang su vi di tang đinh năng bu nya pha lang ma ya ye cha tat ta cha nan thi đề hoa gạch tòa ni huệ đa dùm sắp bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nun nhân phổ cha năng sắp bề la phàn tu ma ma về ta sa thi. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đời thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà ngưỡng an. Phước con hồi ứng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hậu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ổn dung thanh nhạc. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bảo cũng nhường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đăng nô nhà tì năng hồn tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vạn rồi, cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự yên vui. Y đăng quá ta mê buồn nhân a sa quắc khai già quá hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ, con cũng kính dân phước báo hôm nay đến ngày, mong rằng phước báo này trợ duyên
cho Ngài luôn được dồi dào sức khỏe và an vui trong đời sống phạm hạnh. Con cũng xin chia phước này đến đạo tràng Pháp hội, mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ, con kính dâng mít trở lại cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sằng Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào Sik Mita, Sik Kim Nhung, Sik Hải, Sik Hồng Mai, Sik Thi Lâm, Sik Tina, Sik Tâm Hạnh, Quỳnh Giang Nhật Hà, Sik Thanh Hoàng, Sik Tâm Man, Sik Thiện Vũ, Sik Khánh Kiện, Sik Hà, Sik Niệm Từ và Đạo Hữu Karuna. Chúc quý vị an vui. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 416. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tăng bảo. Buddho mahesi arahang tathagato lo kutamo sokaru hiche takolo kasasatai chenadam mako vido vanda mahantang narapu chenai yakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ vi yết tá sát sát thu nô lô ca nam mạnh thá sa vi na ca rô cô sáp bần dù bút thóc bát đi phù tí sanh nhá tô quần đà má hành tầng ná rau. Cha này giá cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho cộng chung nhân gian cúng dường. Sân khô vi su thô su vết ta sa sa vô cô sít kha su ca mô vô thá thông mát sít khá cô nín đà bát sân ta đi a na đá rô vô rô văn đà mát hành tăng ná ra phù. Cha này giá cần tăng bảo thiên quang bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai vì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Nasechatu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tăng dương ơn đức tâm bảo đã xong. Alo, âm thanh quý vị nghe lớn hay là nhỏ? Hay là vừa phải? Nghe rõ ha? Nhưng mà chị Kim Nhung âm thanh lớn lắm nha. Chị Kim Nhung coi như chỉnh lại âm thanh xuống một chút nha. Âm thanh của chị Kim Nhung là rất lớn. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn 416. Yo tha tan hằng bahat toa na, yo tha tan hằng bahat toa na, yo tha tan hằng bahat toa na. Bahat toa chữ ha có dấu huyền ha. Bahat toà nã, cái chữ đầu đúng ha, chữ sau thiếu dấu huyền. Huynh Giang Nhật Hà, bà Hà Tóc Ba đó, tức là đoạn diệt đoạn trừ. Ba Hát toà nã. Câu số 2, Anagaro Paripache, Anagaro Parip Pache, Anagaro Parip Pache.
câu 416 hơi giống giống câu 415 ha. Vì khác có một từ chỉ ái thôi. Yo tha tan hằng bát toa na anaga ro paripache. Yo tha tan hằng bát toa na anaga ro paripache. Yo tha tan hằng bát toa na anaga ro paripache. Câu số 3. Tần hà phá pa rích thì năng. Tần hà phá pa rích thì năng. Tần hà phá pa rích thì năng. Tâm hằng bù mi phạm mát năng. Tần hà phá pa rích thì năng. Tâm hằng bù mi phạm mát năng. Tần hà phá pa rích thì năng. Tâm hằng bù mi phạm năng. Bây giờ ôn lại nguyên câu ha. Yo tha tan hằng bát toa na na ga ro parip pa che tan ha phawa parip thi năng tam hằng pru mi pram ma năng. Yo tha tan hằng bát toa na anaga ro parip pache tan ha phawa parip khi năng tam hằng pru mi pram ma năng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai. Yo tha tan hằng bát toa na anaga ro parip pache tan ha phawa parip khi năng tam hằng pru mi pram ma năng. Yo tha tan hằng bát toa na anaga ro parip pache tan ha phawa parip thi năng tam hằng pru mi pram ma năng. Như vậy thì câu này chúng ta có hai cách đọc ha, mà cái cách đọc mà dễ nhất á là đọc hai câu. Yo tha tan hằng bát toa na anaga ro parip pache. Đó là cách đọc dễ ha. Quý vị cố gắng đọc lần hai câu đi ha. Còn nếu mà đọc một lần á, một hơi á, xin lỗi đứt bóng ạ. À, quý vị mà yếu yếu giống như Sít Mê Ta mà đọc một hơi là thôi à, dễ đi đoàn tụ lắm ha. À, thôi đọc là hai hơi đi cho chắc ăn ha. Sít Mê Ta à, đó là đọc theo trường âm, đoạn âm, đọc theo giọng kinh ha. Còn bây giờ theo giọng kệ thì chúng ta cũng cố gắng đọc một lần hai câu. À, và đây là một cái bài mà chúng ta thấy à, một câu có 8 từ. Chúng ta chia làm hai ha. Thì với cái câu mà 8 từ thì đó là một giọng kệ tương đối dễ đọc nhất. Bây giờ chúng ta đọc cho. Yo tha tan hằng ba hát toa na ngà na ga ro pa rip ba che tan na pa wa pa ri khi nang ta ma hăng pru mi ma nang. Yo tha tan hằng ba hát toa na ngà na ga ro pa rip ba che tan ha pha wa ba re khi nang ta ma hang pru mi pram ma nang. Yo tha tan hang ba ha toa nang a na ga ro ba rim ba che tan ha pha wa ba re khi nang ta ma hang pru mi pram ma nang. Ai ở đời đoạn ái bỏ nhà sống xuất gia, ai hiểu được đoạn tận ta gọi bà la môn. Rồi mời Sít Mê Ta, mời Sít Kim, mời Sít Kim Nhung ạ. Dạ, con
kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 416 hôm nay. Vô tha tành hằng bá hát tòa na a na ga rô ba rít bát chê tành hà phá hoa ba rít khi năng ta ma hằng bù mi pram ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, thá đoạn âm, tành trường âm nhấn, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, hát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, á đoạn âm, na ga rô ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, rít trường âm nhấn, bá đoạn âm, chê trường âm thông thường. Con đọc lại câu 1 và câu 2. Vô tha tành hằng bá hát tòa na a na ga rô ba rít ba chê. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Tanh trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, phá quá bá là ba đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tành hà phá hoa ba rít khi năng ta ma hằng pru mi pram năng. Và con đọc lại hết bài. Vô tha tành hằng ba hát tòa na a na ga rô ba rít ba chê. Tành hà phá hoa ba rít khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Ở đời ai ở đời đoạn ái bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận tha gọi bà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Vô tha tánh hăng bà tòa na na ga rô ba rít ba chê. Tánh ha pha hoa ba rít khi năng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Dạ, con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con mời vị kế tiếp. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trời, nhiều người nghe rõ quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, cảm ơn quý vị nha. Âm thanh ok ha. Không biết mấy hôm nay sao trời Cali nó gió bão rồi nó mưa. Bây giờ còn gió thổi rung gai lung linh mấy cây ở phía sau nhà con sư. Trời ơi, rung. Nhưng mà không có mưa đá, cũng không có lạnh nhiều cho lắm. Nhưng mà con thấy năm giờ này là tháng 3 thì thường nó phải ấm áp, nó vô mùa xuân rồi. Mà không thấy ấm áp thì thấy trời gió lộng thổi. Ghê quá. Nữa mở nhọn nữa rồi. Sư nói đọc đây, đừng cà khịa cài kê dây ngỗng nữa. Sư uống nước trà, con mời sư uống nước trà, uống cà phê gì sư cho nó khỏe sư. Con thấy sư đọc kệ thấy mệt quá sư. Trời, tuổi già sức yếu. Tụi con cũng gần tới đó rồi sư. Thôi con trả bài nghe sư. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu đừng nịnh nữa. Sư viên đừng nịnh nữa mà sư viết dai đó, sư xích sai chính tự tả đó sư. Sư làm dung ninh đó là gì đó, thay chữ ghê mà chữ ghê gà chưa để chữ hát đó sư. Sư tức giận làm sao mà mắt sư kém ấy, sư đánh lộn rồi sư. Không sao, để con trả bài từ từ, nó cũng nhờ sư ha. Sư bình tĩnh, sư ngồi sư uống nước trà, sư rung đùi, sư nghe con trả bài đây.
Con xin trả bài á. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 416. Con đọc nghe sư. Yo ta tanh hằng pa hấp tòa na na ga ro pa rít ba chê tanh hà pa ga pa rít kỳ năng ta ma hằng ru mi râm ma năng. Đọc thêm lần nữa cho nó chắc ăn nghe sư. Có sai sửa không sai sư. Yo ta tanh hằng pa hấp tòa na na ga ro pa rít ba chê tanh hà pa ga pa rít kỳ năng ta ma hằng ru mi râm ma năng. Dạ con phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Vô thông thường, thá đoạn âm, tanh, trường âm nhắn, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, đoạn âm, hắc, trường âm nhắn, tòa, trường âm thông thường, ná, đoạn âm, á, đoạn âm, na, ga, rô, ba, trường âm thông thường, phá, đoạn âm, rít, trường âm nhắn, bá, đoạn âm, chê, trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 và đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Vô thá tanh hằng phá hấp tòa ná nà gà rô phá rít ba chê tanh hà phá quá phá rít kỳ năng ta má hằng rù mi rầm má năng. Tanh trường âm nhắn, hà trường âm thông thường, phá quá bá ba đoạn âm, rít trường âm nhắn, khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi này đọc cho tới 423 câu là chấm dứt, không thấy nó nữa. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Tanh hà pha qua pha rít kỳ năng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Dô tha tanh hằng pha hấp thòa na na gà rù pha rít ba chê. Tanh hà pha qua pha rít kỳ năng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Dô tha tanh hằng pha hấp thòa na na gà rù pha rít ba chê. Tanh hà pha qua pha rít kỳ năng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Ở đời đoạn ái, ở ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Dạ con bắt đầu ca kệ. Vô tha tanh hằng pha hấp thoa na ana ga ro pha rít ba chê tanh ha pha wa pha rít ki năng ta ma hằng rô mi râm ma năng. Vô tha tanh hằng pha hấp thoa na anagaro parit ba che tan ha pa wa parit ki nang tamahangro mi ram ma nang. Sư sư thấy con tiến bộ trong ngành ca kệ không sư? Hồi lúc đó con mà ca cái một câu là dứt điểm rồi, hết đường binh rồi đó sư. Bây giờ con ca kệ vậy là cũng được lắm sư ha, đỡ hơn là chặt chắc, đỡ hơn ca lúc trước là con không biết ca kệ làm sao nữa, chán đời dễ sợ. Bây giờ con ca được con thấy cũng ok đó sư. Trời ơi, sao không thấy sư cho cái bông hoa nữa, trơn chắc chết với ổng rồi. Sư uống nước, con thấy con thấy sư không có khỏe đó. Mà sư có thấy con xả gì, sư cứ tự nhiên xử nha sư. Con cảm ơn sư trước nha. Dạ, mời quý vị kế tiếp nha. Alo, sư Kim Nhung chờ một chút ha. Không biết quý vị có nghe rõ hay không? Chắc là như chị Kim nói chúng tôi coi như lão lai tài tận ha, đánh lên chữ đừng mà đánh chữ hát ha. Đó rồi quý vị nghe sao? Chữ tanh hăng và tanh hà, chữ tanh hà ở phía sau thì phân tích thấy rõ ràng chút, nghe rõ. Tức là chữ tanh là trường âm nhấn, chữ hà trường âm thông thường. Nhưng mà rồi vô tha tanh hằng ba hát tòa na, chữ tanh ở phía trước thì gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi chữ hằng cũng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý vị có nghe rõ như vậy hay không? Chúng tôi nghe chắc là nghe lỗ tai bên này rồi nên chạy qua lỗ tai bên kia, hay là bịt một cái lỗ tai này nghe một cái lỗ tai kia. Quý vị có nghe rõ không?
một cái chữ tanh ha, ha, tức là chữ ái. Thì tanh ha ở phía sau á là tanh trường âm nhấn, ha trường âm thông thường. Còn chữ tanh hân ở phía trước, tanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ hân cũng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý vị có nghe giống như chúng tôi không? À, nếu nghe giống như vậy á thì sẽ kìm ha, bớt nói lại đi, bớt nói lại đi, nói nhiều quá bị phân tâm. Cái gì cũng đúng hết á, nhưng mà cái mà nói nhiều quá thì không có ai thấy đúng hết á, bị phân tâm. À, rồi chắc sai rồi, con tưởng con không nghe uống nước. Ủa là ý như sao? Dù có ngồi uống nước cũng lỗ tai cũng nghe chứ, đâu phải là ngồi uống nước rồi cái tai điếc đâu, mặc sức còn lên đề la lố không sao mà đâu được. Sai phải nói sai, có lỗi nhận lỗi nha. Rồi nhắc cho biết vậy, lần sau bớt nói một chút. À, cứ la thì được nhưng mà đừng có nói nha. Rồi mời sĩ Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Wow, còn to ha sư sư, con đã vặn hết một nửa rồi. Dạ, để con bớt nữa ạ. Dạ, con xin đọc bài Câu Kệ Ngôn 416 ạ. Yo tha tan hằng ba hát tòa na na ga ro ba ri ba che tan ha pha wa ba ri khi năng ta ma hằng pro mi brahma năng. Yo tha tan hằng ba hát tòa na na ga ro ba ri ba che tan ha pha wa ba ri khi năng ta ma hằng pro mi brahma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yo trường âm thông thường, tha là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là đoạn là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, á là đoạn âm, na, ga, ro là ba trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Yo tha tan hằng ba hát tòa na na ga ro ba rip ba chê. Tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, phá, quá, bá là ba đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo tha tan hằng ba hát tòa na na ga ro ba ri ba che tan ha pha wa ba ri khi năng ta ma hằng pro mi pram ma năng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Yo tha tan hằng ba hát tòa na na ga ro ba ri ba che tan ha pha wa ba ri khi năng ta ma hằng pro mi pram ma năng. Yo tha tan hằng ba hát tòa na na ga ro ba ri ba che tan ha pha wa pa rik khi năng ta ma hằng pro mi pram ma năng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong.
Dạ, con kính tri ân sư, con có sai kính nhờ sư sửa giúp. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic, thân mời Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 416 ạ. Yo tha tàn hàng ba hát tòa nạ anagaro parit pache tan ha pha qua parit khi năng tamahang rumi brahmanang yo tha tan hang pa hat tòa na anagaro parit pache tan ha pha qua parit khi năng tamahang rumi brahmanang. Dạ, con xin phân tích ạ. Câu 1, câu 2 ạ. Yo là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, hắt là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm ạ. Á là đoạn âm, nagaro là ba trường âm thông thường, pá là đoạn âm, rít, rít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại. Yo tha tàn hàng pa hát tòa na anagaro parit pache. Câu 3, câu 4 ạ. Tàn hà pha qua parit khi năng tamahang rumi brahma năng. Tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, phá quá pá là ba đoạn âm, rích là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con đọc lại cả bài. Yo tha tàn hàng pa hát tòa na anagaro parik pache tàn ha pha qua parik khi năng tamahang brumi brahma năng yo tha tàn hằng pa hát tòa na anagaro parik pache tàn ha pha qua parik khi năng tamahang brumi brahma năng. Ai ở đời đoạn ái bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Dạ, con xin kể. Yo tha tan hăng pa hát tòa na anagaro parit pache tan ha pha qua parit khi năng tamahang brumi brahma năng yo tha tam hang pa hat tua na anagaro parip pa che tan ha pha qua parik khi năng tam hang bru mi brahma năng. Dạ, con đã đọc và phân tích xong ạ. Có sai con xin ngài sửa cho con ạ. Con kính tri ân sư và quý đạo hữu ạ. Con xin xuống mic, xin mời bạn Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào với đạo hữu trong đồng tràng. Dạ, cảm ơn Kim Vũ Nata, chị Nata và Kim Nhân đã cho tín hiệu âm thanh ạ. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 416. Yo tha tàn hằng pa hát tòa na na gà rô pa rít pa chê tàn hà pa quá pa rít thì năng ta ma hằng vù mi vòm ma năng. Yo tha tàn hằng pa hát tòa na na gà rô pa rít pa chê tàn hà pha quá pa rít khi năng ta ma hằng vù mi vòm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo tha tàn hà pa hát tòa na na gà rô pa rít pa chê. Yo là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná đoạn âm, á đoạn âm, na ga rô ba trường âm thông thường, pá đoạn âm, rít trường âm nhấn, bá đoạn âm, chê trường âm thông thường. Yo tha tam hằng pa hát tòa na na ga rô pa rít pa chê
Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tàn hà phá quát tá rít khi năng tá ma hằng cù mí vầm má năng. Tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, phá quá tá ba đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng hà phá quá bá tít khi năng tá ma hằng cù mí quầm má năng. Dạ, con xin đọc lại câu 416. Yo tha tăng hằng phá hát tòa ma a na ya ro bá tít bá chê. Tăng hà phá quá bá tít khi năng tá ma hằng cù mí quầm má năng. Ai ở đời đoạn cứu, ai ở đời đoạn cứu, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ con xin đọc kệ ạ. À. Dạ, con xin sám hối ạ. Vô tha tâm hăng pa hát Tuana anagaro paripace tanghakawa parikinang tamahangpu nipamanang yuthatamhang tahatuana anagaro paripace tanghakawa parikinang ta ma hăng phu mù tâm ma năng. Và con xin đọc lại công dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà, sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kể xong. Có gì sai nhờ sư trí đức sửa giùm con. Xin nhờ đàn chỉnh sửa. Dạ, cảm ơn tâm hạnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic xin nhìn cho vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Thế Nhất, con kính đảnh lễ cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc bài. Vô thát tăng hành phá hát tòa na án na Nagaro Parit Pache Tanha Pawa Pawa Parit Ki Nang Tama Hang Vum Mit Brahma Nang Yotha Tanha Pahat Tona Nagaro Parit Pache Tanha Pawa Pawa Parit Ki Nang Tama Hang Vum Mit Brahma Nang. Con xin được phân tích. Vô trường âm thông thường, thá đoạn âm, tăng trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá đoạn âm, hát trường âm nhấn, to trường âm thông thường, đá đoạn âm, á đoạn âm, na, ga, rô, ba trường âm thông thường, phá đoạn âm, viết trường âm nhấn, bá đoạn âm, chê trường âm thông thường, vô thá tăng hăng phá hát tòa nát, Nagaro Parivipache. Câu 3, câu ba và 4. Tăng trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, phá, quá, phá, ba trường ba đoạn âm, viết trường âm nhấn, khi trường âm thông thường, ngăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tần hà phá quá phá lít kỳ năng ta ma hằng mi bầm ma năng dù tha tần hằng phá hát tòa na a na ga ro phá lít ba chê tần hà phá quá phá lít kỳ năng ta ma hằng vùng mi bầm ma năng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ
môn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phép được kể. Yo tha tăng hăng pa hăng toa na anagaro pa rin pa je tan ha pa wa pa rin ki nang tam ham bu mi bram ma nang. Dạ con kính tri ân ngài và con kính tri ân đạo tràng. Con xin mời Xuất Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 416. Yo tha tanh hằng pa hát toa na anagaro paripache tanh ha pha va pariki năng tama hằng bu mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo trường âm thông thường, thá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, hát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, á đoạn âm, na ga ro ba trường âm thông thường, phá đoạn âm, rip trường âm nhấn, bá đoạn âm, chê trường âm thông thường, yo tha tanh hăng ta hát toa na anagaro paripache. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Tanh trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, pa quá pa ba đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, rằm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tanh hà pha vát ta rích khi năng ta má hăng rù mi rằm má năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 416. Yô tha tanh hằng ta hát quà na a na ga rô pa rít pa chê tanh hà pha vá pa rích khi năng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Yô tha tanh hằng pa hát tòa na a na ga rô pa rít pa chê tanh ha pha vá pa rít khi năng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà, sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo hữu. Và con cảm ơn cô Tâm Hạnh bót bài. Và cảm ơn mọi quý đạo hữu đã cho biết tín hiệu. Và con xin đọc bài kinh Pháp Cú 416. Vô tha tành hằng phá hát tòa na a na gà rồ bá rít bát chề tành hà phá quá bá rít kỳ nặng ta má hằng rù mi rầm. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích ạ. Dù tha tành hằng phá hành tòa phá hách tòa na na à na gà rồ bá rít bá chề dù tha tành hằng phá hành hách tòa na à na an na à na gà rồ bá rít bá chề. Dạ vô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, hách là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, á là đoạn âm, na, ga, rô là ba trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rip là
trường âm nhấn bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Vô tát vô tành vô tành hằng bá hạt tòa na a na a na gà rồ bá rít bát chê tành hà phá quá bá rít kỳ nằng ta má hằng rù mi rầm má nằng tành hà phá quá bá rít kỳ nằng ta má hằng rù mi rầm má nằng. Dạ, tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, phá quá bá là ba đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dồ tha tành hằng phát hấp tòa na a na gà rồ bá rít bát chề tành hà bá phá quá rít kỳ nằng tá má hằng rù mi rầm má nằng. Dồ tha tành hằng phá hấp tòa na a na gà rồ bá rít bát chề tành hà phá quá bá rít kỳ nằng tá má hằng rù mi rầm má nằng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cũng xin đọc kệ. Vô tha tanh hăng bà hạch tòa na a na ga rô bà rịp bà chê tanh ha pha quá bà rịp kỳ năng ta ma hăng rú mi râm ma năng. Dạ, con đã đọc và kể xong. Dạ, con kính xin sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm con. Dạ, con xuống xin xuống mít. Dạ, con mời vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Tịnh Tâm thật nhiều. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Thông Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ vào với cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là 416. Vô tha tình hằng ba hát tòa na a na ga rô ba ri ba chê tình hà pha ga ba ri kỳ năng ta ma hòn rù mi bram ma năng. Vô tha tình hằng ba hát vô tha tình hằng ba hát tòa na a na ga rô ba ri ba chê tình hà ba pha wa ri kỳ năng tam hằng ru mi brahm năng. Vô ta tình hằng ba tòa na a na ga ro ba ri ba chê tình hà pha ga ba ri kỳ năng tam hằng ru mi brahm năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vô ta tình hằng ba tòa na a na ga ro ba ri ba chê. Vô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, tua là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Và câu số 2, á là đoạn âm, na, ga, rô là ba trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, và chê là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Tành hà pha qua ba ri kỳ năng ta ma hòn pru mi brahm ma năng. Tành là câu số 3, tành là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, phá quá bá là ba đoạn âm, ri trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Ru là trường âm thông thường, mí là tròn âm, brahm là trường âm nhóm, má là tròn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại bốn câu ạ. Yo tha tan hang ba hát tua na ana ga ro ba rip ba che tan ha pha wa ba rik ki nang ta ma hang pu mi brahm ma nang yo tha tan hang ba hát tua na anaga ro paripache tanha pawa pariki nang tamahang bhumi brahmanang. Và con xin kể câu 416. Yo tha tanhang bahang tua na anaga ro paripache tan ha pa wa ba rin ki nang ta ma hang tu mi brahmanam yo tha tan hang ba hang tu na anagaro ba rin ba che tan ha pa wa ba riki nang tamang tru mi brahmanam. Dạ con xin đọc bản chuyển ngữ sự việc của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Dạ con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai, con mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Dạ cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Nam mô Bức Tha Giá. Dạ Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 416 ngày hôm nay ạ. Yo tha tan hằng ba hát tòa na ana ga ro ba rip ba che tan ha pha wa ba rik khi năng ta ma hằng bru mi pram ma năng yo tha tan hằng pha wa yo tha tan hằng ba hát tòa na ana ga ro ba rip ba che tan ha pha wa ba rik khi năng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, hách là trường âm nhấn, toa là đoạn âm, á là đoạn âm, na, ga, rô là ba trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Vô thành hằng ba hát tòa na ana ga ro ba rip ba che. Và câu số 3 và câu số 4. Tần hà pha wa ba rik khi năng ta ma hằng bru mi pram ma năng. Tần là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, phá, quá, bá là ba đoạn âm, rik là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tanh hà pha wa ba rik khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ con xin đọc lại. Yo tha tan hằng pha hát tòa na ana ga ro ba rip ba che tan hà pha wa ba rik khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con cũng xin phép được kệ.
Yo tha tan hang bahat tua na nagaro barim ba che tan ha fa wa barikhi nang ta mahang bru mi brahma nang Yo tha tan hang bahat tua na nagaro barim ba che Tan ha fa wa barik khi nang ta mahang bru mi brahma nang. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời cô Hải ạ. Alo, 123, 123. À, Quỳnh Giang Nhật Hà, mời cô Hải. Alo, cô Hải nghe rõ không ạ? 123, cô Hải ơi, 2020. Khi nãy sẽ có đưa tay mà. Rồi, Quỳnh Giang Nhật Hà, mời cô Hải. Alo, cô Hải có nghe không? Rồi, bỏ tay xuống. À, giơ tay hả? Giơ tay thì xin mời. Alo, 123, 123, chắc trục trặc kỹ thuật sao đó. À, cho nên không có đưa tay, không có cầm micro ha. À, xin Hải, à, thông cảm ha. À, rồi, bây giờ thấy bàn tay rõ ràng nè. Rồi, mời xin Hải. Alo, 123, 123, Siết Hải sao vậy? Chắc mạng chập chờn ha. À, có lẽ vậy đi ha. Thế thấy đưa tay, chúng tôi nhường micro rồi Siết Hải cũng rớt xuống lại. Rồi. Như vậy ở đây trong giọng đọc của quý vị, mỗi người một vẻ ha. Mỗi người một vẻ. Rồi bây giờ thấy bàn tay nè, bây giờ Siết Hải cầm micro nha.
Vậy thì không được rồi. Anh đưa tay nhiều micro mà cũng không cầm micro được. Xin hãy thông cảm ha. Bởi vì thời gian chúng ta sinh hoạt có giới hạn. Thưa quý vị quan hỷ. Câu Phật ngôn 416, mỗi vị có một cái giọng đọc đặc biệt ha. Trong chuyện đặc biệt đó thì khi nãy có một vị sĩ Kim Nhung. Sĩ Khải thời trang đường truyền yếu rồi. Bây giờ ta có nhường cũng không cầm micro được. Thông cảm đi. Mỗi vị có một cái giọng đọc đặc biệt ha. Đọc đúng nhưng mà phân tích sai. Ví dụ như chữ khi năng, thì chữ khi này là cho nó là một đoạn âm ha. Khi nãy sĩ Kim Nhung có nhắc ha. Và cái giọng đặc biệt của quý vị ở đây bị sao vậy, là sao? Không có sao hết á. Bây giờ sáng rồi sao cũng muốn lặng mà không sao hết á. Trong này cái giọng đặc biệt của sĩ Thiền Vũ mà. Quý vị thấy chỗ nào đọc hay cũng giống người ta, nhưng mà có chỗ hơi khác người ta một chút. Quý vị biết sĩ Thiền Vũ có cái từ nào mà nó nổi bật trong cái bài kệ này không? Nhất là câu tam hằng pru mít rầm mát năng, thì cái câu này sĩ Thiền Vũ có một cái giọng đọc đặc biệt. Alo, không phải chữ pru mí mà một cái giọng đặc biệt trong cái câu này. Đó là một cái sự đặc thù của mỗi cá nhân, không phải chữ pru mí. Sĩ Thiền Vũ đọc cái câu này: tam hằng pru mí rầm rầm mát năng. Chữ phong đọc là brầm, brầm, đó là một cái nét đặc biệt ha. Nhưng mà đúng hay sai? Đúng. Dù có lên giọng xuống giọng đi nữa, nó cũng là một trường âm nhấn ha. Nghe hoa như vậy ha, đúng rồi. Đó là một cái đặc biệt của sĩ Thiền Vũ, mà ai cũng đọc brầm mát năng, nhưng mà sĩ Thiền Vũ phải tới đó làm cái rầm mát năng ha. Đó cũng là vui chứ ha. Mỗi người một vẻ, mười trang vẹn mười ha. Giọng cô rất hay và truyền cảm đúng. Nói như gì? Trời mưa nên trời gầm. Trời ơi, ai nói mưa gió trong này, mà chỉ nói rằng mỗi người có một cái vẻ, có một cái nét mà chúng ta thấy rằng tạo cho cái không khí của đạo tràng nó linh động hơn. Alo, sĩ Quang Thanh đưa tay làm gì? Sĩ Khải đưa tay làm gì? Có ý kiến hả? Có ý kiến thì xin mời, còn đọc thì thôi khỏi đọc nha. Nếu hai vị là có ý kiến thì xin mời, còn khỏi đọc. Alo, quý vị không có ý kiến à, xin mời quý vị bỏ tay xuống. Bởi vì quý vị coi như để bằng tay, chúng tôi thấy các cản trở lưu thông. Bởi vì tôn trọng tự do ngôn luận. Quý vị đưa bằng tay là chúng tôi sẽ nhường micro. Còn quý vị mà đưa bằng tay lên á, mà chúng tôi không nhường micro thì lại nghĩ rằng độc tài. Nghĩa là mà cái danh để mà nói, người ta có ý kiến mà mình cũng không chịu nhường micro, thì đó là một điều mà hơi thiếu sự cung kính trong giao tiếp ha. Rồi bây giờ Sĩ Khải có ý kiến gì không? Bàn tay còn đưa lên cả. Làm sao? Cái gì thưa?
Thưa đàn của con không cảnh là sao? Thôi, mình phải áp dụng cái quyền để quý vị coi như bỏ bàn tay xuống nha. Bởi vì nếu mà để bàn tay thì chúng tôi cảm thấy rằng một áp lực, một trở ngại, và chúng tôi cũng khó nói chuyện lắm. Xin hãy thông cảm nha. Không giơ tay gì, cho ăn chè rồi mới hạ xuống. Còn nếu mà không cho ăn chè sao hạ xuống? Thì quý vị có ý kiến đưa tay là chúng tôi sẽ nhường micro. Và chúng tôi muốn rằng không có một bàn tay nào trở ngại khi mà người khác đang có ý kiến ha. Rồi bây giờ chúng ta trở lại câu Phật ngôn 416 ha. Hôm nay thì không có Sít Như Quang, không có Sít Nhật Quỳnh. Cho nên quý vị quan hỷ ha. Nghe tự vấn. Và tự vấn chúng tôi cũng phân tích một cách tóm tắt, bởi vì câu Phật ngôn 416 và câu Phật ngôn 415 nó giống nhau. Một bên là ca mê, ca má, một bên là tanh hân, tanh hà ha. Thì nó chỉ khác nhau có một từ thôi. Vậy thì câu Phật ngôn này cũng dễ. Vô tha tanh hân bá hát tòa ná. Vô tha tanh hân bá hát tòa ná. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Vô tha tức là chỉ vô cộng với ý tha, và nó biến thành vô tha. Vô là người nào, ý tha là ở đây. Ở đây người nào, mà ở đây là ám chỉ cái thời hiện tại của chúng ta. Ở đây tức là ở thế gian này, ở cái cuộc sống này, tức là người nào sống trong hiện tại này, trong cái hiện kiếp này này, chứ không phải là quá khứ, không phải là tương lai. Người nào ở đây làm gì? Tanh hân do cái từ tanh ha, do từ tanh ha, nó là một danh từ nữ tính. Và chỉ tanh ha này được chia theo đối các số ít đô tỷ giá quy phát thi ca qua trần á, cho nên tanh ha biến thành tanh hân. Tanh hân là ái. Ái thì chúng ta biết ái có bao nhiêu. Ái có ba: dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Thì ai ở đời này đoạn ái và hát toàn ha. Bà hát toàn là đoạn diệt, đoạn trừ, dứt bỏ. Ai ở đời này dứt bỏ ái ha. Đó là ý nghĩa câu đầu tiên ha. Rồi anagaro paripacche, anagaro paripacche, anagaro paripacche. Câu số 2 có hai từ. Chữ anagaro tiếp đầu ngữ của nó là an, có nghĩa là không. Và agara nó là một danh từ trung tính. Agarantanapum sagalinga. Agara có nghĩa là nhà, nhưng mà đứng làm chủ từ Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên agara biến thành agaro. Thì ở đây có tiếp đầu ngữ anh ở phía trước. Anagaro có nghĩa là không nhà. Không nhà ám chỉ cho những cái người vô gia cư, vô nghề nghiệp. Đó là đối với thế gian du thực ha. Tức là những cái người mà người ta gọi là homeless ha. Sống không nhà cửa, hoặc là sống theo băng đảng, sống bụi đời, gọi là người không có nhà, không có cửa, gọi là du thủ, du thực. Nhưng mà ở đây không phải là như vậy. Bởi vì ai ở đời đoạn ái mà bỏ nhà đây có ý nghĩa là ra đi, từ bỏ gia đình, sống không gia đình để làm gì?
sống cái hạnh du sĩ paripacche, tức là sống một cái đời sống lang thang, nên là bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự, viễn ly thế tình. Pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Thì sự bỏ nhà ra đi, sống một cái đời sống du sĩ, sống một cái đời sống mà coi như giống như một vị tỳ khưu, có cái bình bát, có bộ tâm y giống như đôi cánh, cái mỏ, có thể đi đây đi đó, chứ không phải là khách sạn ngàn sao ha. Mà ở đây là một cái đời sống không có bị bám víu, không có bị cái quyến luyến vì chỗ ở, gọi là đời sống du sĩ ha, một đời sống du sĩ. Thì Anagaro Paripacche tức là sống một cái đời sống cố định, không nhà, không cửa, không quyến luyến, không bị ràng buộc. Thì bỏ nhà sống xuất gia, đó là câu số 2 ha. Và câu số 3, Tanha Phavaparikkhinang, Tanha Phavaparikkhinang. Thì Tanha thì ở đây gọi là ái ha. Tanha là ái. Mà chữ ái này, chữ ái này nó khác với cái chữ dục bên kia ha. Chữ ái này, chữ tanha phavaparikkhinang, chữ ái, ái đây ám chỉ là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Rồi phavā tức là hữu, hữu do cái từ phavā, nó là một danh từ nam tính, ākaraṇta puṃlinga, hữu hay là sanh hữu. Parikkhinang đã được cạn kiệt, đã được đoạn trừ, đã được đoạn trừ. Thì ở đây ám chỉ ca mapawa parikkhinang, tức là người có ái, dù là hữu ái hay là phi hữu ái hay là dục ái mà đã được cạn kiệt á, thì tamahang prumi brahmanang, Như Lai gọi vị ấy là Bà La Môn. Con người sống trong cuộc sống thì quý vị biết cái gì nó làm cho chúng ta đau khổ, chính là ái. Ái là sự quyến luyến, ái là sự thương mến, ái là một cái sự đam mê mà nó khi ái phát sanh lên phải thủ, phải hưởng, phải nắm bắt nó và giữ chặt lấy nó, chấp thủ lấy nó. Thì chính ở đây câu Phật ngôn này, ai mà dứt bỏ được ái, ai mà đoạn trừ được ái trong cuộc sống này, thì người đó không còn quyến luyến, không còn đắm say vào tài tình danh lợi. Và nhất là con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng, thì người ta sẽ bỏ nhà, tức là bỏ cái ngôi nhà của thế gian này để sống một cái đời sống coi như xuất tục, tức là ra khỏi cái ngôi nhà lửa, ta gọi là tam giới giai do như quả trạch, tức là trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đây là ba cái ngôi nhà lửa mà chúng ta phải từ bỏ nó. Khi mà từ bỏ nó được á, đã đoạn tận được nó do một cái đời sống xuất gia, tức là sống không có bám víu về trú xứ, thì Đức Phật gọi đó là một vị Bà La Môn. Tức là cái tâm không còn dính mắc nữa. Với câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng người nào đã dứt bỏ ái, trở thành kẻ không nhà, sống hạnh du sĩ, có ái và hữu đã được cạn kiệt,
ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Xin lặp lại ha. Người nào đã dứt bỏ ái, trở thành kẻ không nhà, sống hạnh du sĩ, có ái và hữu đã được cạn kiệt, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ai người bỏ ái đi ra, khước từ đời sống, căn nhà, thế gian, ái hữu đốt cháy tiêu tan, những bậc như vậy dự hàng Bà La Môn. Ai người bỏ ái đi ra, khước từ đời sống, căn nhà, thế gian, ái hữu đốt cháy tiêu tan, bậc như vậy dự hàng Bà La Môn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn thế này: ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. À, như vậy thì về tự vấn chúng ta cũng đã thông qua ha. Bây giờ chúng ta đi vào dương sự để tìm hiểu câu Phật ngôn này có ý nghĩa như thế nào. Quý vị còn nghe rõ không? Alo. Để uống một chút nước hơi khàn khàn tiếng. Quý vị thông cảm không? Rồi, tiếp tục. Bây giờ dương sự câu Phật ngôn 416 ha. Câu Phật ngôn này do sự hơi dài ha, quý vị cố ý nghe để thấy được cái ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Nó lên một cái thiện sự rất là tuyệt vời. À, khi mà Đức Phật ngự tại Trúc Lâm Tịnh Xá. Alo, Trúc Lâm Tịnh Xá viết giữ Bali như thế nào đấy? À, bà con viết thử chữ Trúc Lâm. À, Trúc Lâm, cái vườn Trúc. À, vượt chốt thì quý vị viết chữ Bali thế nào để chúng ta biết được xuất xứ của câu Phật ngôn này, tức là phát sanh từ Trúc Lâm. Về Luwana, một người, không lẽ cả đầu tràng có mình coi như cái biết đúng này, nên ai bất chước theo cũng đúng luôn á. Nó có dấu chấm dưới ha, Sĩ Phòng Mai bất chước mà cũng thiếu một dấu chấm nữa. Ồ, thiệt. À, Huynh Giang Nhật Hà đã gọi Sĩ Khổng Mai bất chước mà còn thiếu dấu chấm, mà cũng bất chước không chấm luôn. Khổ thiệt. Quê lu là những cây trúc. Quá ná là cái rừng. À, copy chính xác luôn hả? À, copy chính xác, thiếu cái dấu chấm vậy mà là chính xác. Tại sao không copy theo Sĩ Kim Nhung? Hay là có cảm tình nhiều với Sĩ Hồng Mai mà copy Sĩ Hồng Mai không chịu copy Sĩ Kim Nhung ha? À, Quỳnh Giang Nhật Hà này thiết là cái tình. Rồi, tại vườn trúc, Đức Phật đã đề cập đến một vị trưởng lão có chấm hả? Chấm ở đâu mà chấm ông? À, đề cập đến một vị trưởng lão tên là Chô Tiết Cá. Chô Tiết Cá. À, cái chữ Chô Tiết Cá viết làm sao đây? Alo, để coi quý vị biết có đúng không nữa. Chô Tiết Cá. Rồi, Chô Tiết Cá, một người, hai người, thêm người thứ ba nữa làm trọng tài. Ôi, Sĩ Thanh Hoàng, xa thủ. Chô Tiết Cá, chính xác. Bởi vì khi chúng ta học thì chúng ta phải biết à, cái câu Phật ngôn này xuất xứ tại đâu, tại Trúc Lâm, ám chỉ về người nào, đó là trưởng lão Chô Tiết Cá. Rồi, cái nguyên nhân để chúng ta biết được ý nghĩa câu Phật ngôn này ha. Rồi, bây giờ tiếp tục ha. Trong thời quá khứ có hai anh em tộc trưởng
ở thành Varanasi. Hai anh em cùng nhau làm một cái ruộng mía. Rồi một hôm người em đi thăm ruộng mía với ý niệm rằng ta sẽ lấy về một cây cho ta và một cây cho anh của ta. Sau khi thăm ruộng mía xong, anh ta mới chặt lấy hai cây mía mang về. Và thời kỳ đó thì có loại mía chỉ cần chặt đứt hai đầu thì nước mía từ trong cái thân nó chảy ra như nước, mà nó chứa từ một cái ống rỗng vậy, đặc biệt ha. Rồi trên đường từ rẫy mía trở về nhà thì y trông thấy một vị Phật độc giác đang thiền diệt. Và vị Phật độc giác mới quán tưởng rằng hôm nay ta sẽ tế độ cho ai, ai là người hữu duyên. Và ngài thấy hình ảnh của y hiển lộ trong cái vọng trí của mình. Và thế là từ nơi núi Ganh Tháp Ma Na Quá, Đức Phật độc giác đắp y mang bát xuất hiện trước mặt của y. Vừa thấy Đức Phật độc giác thì anh chàng này phát tâm quan hỷ tịnh tín, lấy chiếc khăn choàng trải xuống ngồi cho ngài, rồi thỉnh Đức Phật ngự tại nơi đó, bạch rằng: bạch ngài, xin thỉnh ngài hãy trao bát cho con. Rồi y cởi dây cột cây mía ra, lấy nước mía Đức Phật độc giác. Ngài thọ dụng nước mía đó, rồi tâm cái vị tộc trưởng này là phát sanh một cái niềm hỷ lạc vô biên. Y mới suy nghĩ rằng thật là quá hỷ thay, ngài đã thọ dụng nước mía của ta, giờ đây còn lại cây mía của anh ta, ta sẽ dâng lên cho ngài. Mà nếu anh ta có đòi tiền thì ta trả tiền, nếu anh ta cần thì ta sẽ đưa phước cho anh ấy. Nghĩ vậy xong, anh ta mới bạch rằng: bạch ngài, xin ngài hãy cho con cái bình bát. Và y cúng dường nước mía đến Đức Phật độc giác. Việc làm này của y không mang cái tính chất gian xảo, hay là có cái ý nghĩ rằng ta sẽ lấy cho anh ta cây mía khác. Riêng về Đức Phật độc giác thì muốn cho y hoan hỷ và tăng thêm niềm tịnh tín, và chia cái vị ngọt của mía này đến cho các vị Phật độc giác khác. Vì ngài đã dùng một cây mía rồi, ngài ngồi im lặng đưa mắt nhìn vị tộc trưởng. Biết được ý của Đức Phật độc giác, vị tộc trưởng đánh lễ Đức Phật độc giác với tư thế ngũ thể đầu địa, tức là năm cái điểm chấm đất: cái trán của mình, hai cái cùi chỏ, rồi hai cái đầu gối, trên gọi là ngũ thể đầu địa. Khi mà quỳ xuống một cung kính như vậy thì vị tộc trưởng đó mới phát nguyện rằng: bạch ngài, do sự cúng dường hai cái miếng này, xin cho con đạt được nhân sản, thiên sản và thánh sản, là pháp mà ngài đã chứng đắc. Đức Phật độc giác quan sát và thấy vừa phải lẽ, cho nên đã phúc thúc rằng: ít chị tăng bá chị tăng tôn hằng khi phẩm về quá sớm mới trả thú, xin cho sự ước nguyện của ngươi như thế nào thì sẽ được như ý thế đó. Và muốn cho y thấy được cái phần phước của mình và hoan hỷ, thì ngài đã theo đường hư không bay về núi Ganh Tháp Ma Na, đem nước mía đó chia cho 500 vị Phật độc giác khác cùng dùng. Nhưng mà nước mía vẫn còn như cũ. Thấy được thần thông lực đó, cái vị tộc trưởng phát sinh trí lạc sung mãn. Y trở về nhà, và người anh hỏi y rằng: em đi đâu thế? Dạ, em đi thăm ruộng mía. Em thật là phóng tâm, khi đã đến ruộng mía mà trở về với bàn tay không. Đáng lẽ ra em nên mang về đây một hay hai cây mía chứ. Dạ, em có mang về hai cây mía, nhưng mà giữa đường gặp Đức Phật độc giác,
em đã cúng dường phần mía của mình để Ngài. Sau đó lại dâng luôn cái phần mía của anh với ý niệm rằng nếu anh có cần tiền thì em sẽ trả bằng tiền, nếu anh cần phước thì sẽ trả lại anh bằng phước. Nè em, nếu như thế thì vị Phật độc giác hành động ra sao? Ồ, Ngài đã dùng phần mía của em, riêng phần mía của anh thì Ngài mang về núi Ganh Thamadana chia cho 500 vị Phật độc giác khác cùng dùng. Ồ, và khi đã thuật lại những gì mình đã được mục đích, trông thấy toàn thân của người anh đều phát sinh tỷ lạc cùng một lúc rất là sung mãn, và người anh cũng đã phát nguyện: phước báo này xin cho tôi đắc được pháp mà Đức Phật độc giác đã chứng đắc. Và như thế người em ước nguyện ba loại tài sản, nhưng mà riêng người anh thì chỉ hướng đến đạo quả A-la-hán mà thôi. Sau khi mạng chung, anh em tộc trưởng ấy thọ sanh về thiên giới, thọ hướng thiên sản hết một đời của một vị Phật. À, người anh vẫn là vị thiên tử anh, người em là vị thiên tử em. Sau khi dứt kiếp chư thiên, hai vị thọ sanh về nhân giới, rồi cũng theo thứ tự, người anh vẫn là anh, người em vẫn là em. Cả hai anh em sanh vào trong một gia tộc trưởng giả đại gia tộc ở thành Banh Thu Mát Tì. Người anh có tên là Chê Nát và người em có tên là Apara Chika. Bây giờ thế gian này đang rực sáng với Phật quang của đấng đại giác Kassapa. Giáo pháp của Ngài rực rỡ trong thế gian này. Hai công tử khi đến tuổi trưởng thành thì song thân qua đời. Người anh đã kế tục tài sản của gia tộc. Một hôm, người anh được tin rằng Phật bảo đã hiện khởi trong thế gian, pháp bảo đã hiện khởi trong thế gian và tăng bảo đã hiện khởi trong thế gian. Một thiền gia tử đã truyền rao ở trong thành Banh Thu Ma Ti rằng tam bảo đã hiện khởi chiếu sáng thế gian này, các vị hãy bố thí, hãy làm phước. Hôm nay là ngày Uposatha, hãy tọa trì bát quan trai giới, hãy đi nghe pháp nơi Đức Thế Tôn. Công tử Xê Na thấy đại chúng cúng dường vật thực đến chư tăng vào buổi sáng xong rồi, vào buổi chiều thì tái mang hương hoa cùng dược phẩm trị bệnh vào tịnh xá để nghe pháp, thì chàng mới hỏi rằng mình thấy cái hành động như vậy, chàng mới nói rằng tôi cũng đi nghe pháp nữa. Và công tử Xê Na nhập đoàn với đại chúng đến tịnh xá ngồi chung với thính chúng ở nơi cuối cùng. Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của y, Ngài đã thuyết lên tuần tự pháp và được nghe pháp thoại từ Đức Thế Tôn. Tâm của trưởng giả Xê Na bỗng phát sanh sự chán nản cái đời sống thế tục, hướng về sự yểm ly, sự xuất gia. Trưởng giả Xê Na đến bạch với bậc đạo sư xin phép được xuất gia. Đức Phật phán bảo rằng: ngươi có còn bà con quyến thuộc không? Bạch Đức Thế Tôn, con có đứa em trai. Vậy thì ngươi hãy về tỳ giả người em của ngươi đi. Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Công tử Xê Na trở về bảo với em rằng: này em, kể từ nay tài sản của gia tộc này là của em. Thế thì còn anh thì sao? Anh sẽ xuất gia sống đời sống phạm hạnh ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thưa anh nói gì lạ vậy? Khi mà sống thông qua đời, em đã xem anh như là cha mẹ. Trong gia tộc này có đại tài sản, anh hãy sống đời sống tại gia để làm phước thiện như là bố thí, vân vân. Anh trở nên xuất gia. Không, anh đã nghe pháp đạo sư, đời sống của người tại gia không thể hành phạm hạnh được viên mãn. Anh quyết chí xuất gia. Em hãy trở về chăm nom tài sản của gia tộc đi.
Và thế là trưởng giả Sen á, từ giả em đến đình xã xuất gia với Đức Thế Tôn. Rồi chẳng bao lâu ngài tinh cần hành pháp, chứng đạt được quả vị A-la-hán. Công tử Apara Chita suy nghĩ rằng: ta sẽ cúng dường đến Đức Thế Tôn như là anh ta vậy. Rồi chàng ta cúng dường đại thí đến chư tăng có Đức Phật là thường thủ trọn trong 7 ngày. Rồi đến lễ trưởng lão Sê Ná, tức là người anh của mình, và bạch rằng: bạch ngài, ngài đã thực hành pháp để đoạn tận ái dục, còn tôi bị năm dục cuốn lôi ràng buộc rất là nhiều, không thể xuất gia để sống khỏe mạnh như ngài được. Vậy thì xin ngài hãy chỉ dạy cho phương pháp thực hành thiện pháp đến cho tôi. Lành thay là tộc trưởng, là người có trí, ngươi hãy kiến tạo hương thất để cúng dường đến Đức Thế Tôn đi. Sa thủ lành thay. Tộc trưởng Apara Chita đã cho người mang các loại vật liệu như là cây, đèn, cột được chạm trổ đính bằng 7 cái loại ngọc báu. Một cây thì nạm vàng, một cây nạm bạc, một cây nạm ngọc mani, một cây nạm thủy tinh, một cây nạm pha lê, một cây thì lưu ly, một cây thì mã não. Vị tộc trưởng này cho kiến tạo hương thất bằng 7 loại ngọc báu như thế. Và cái mái hương thất á, cũng được lợp bằng 7 loại ngọc như thế. Trong khi mà đang kiến tạo hương thất, thì cái người cháu trai trùng tên với tộc trưởng Aparajita đã đi đến với tộc trưởng và nói rằng: cháu cũng muốn kiến tạo một hương thất, xin cậu hãy cho cháu hồn phước. Này cháu, không được đâu. Khi mà ta kiến tạo hương thất này, ta chẳng có cho ai hồn phước đâu. Và người cháu khấn khoản nhiều lần, nhưng mà tộc trưởng Aparajita kiên quyết bác bỏ. Cho nên y mới suy nghĩ rằng: cậu ta không chịu cho ta hồn phước, vậy thì ta hãy kiến tạo một cái giảng đường hình một con voi để đối lại với cái hương thất ấy. Thế là y đã kiến tạo một giảng đường hình một con voi lớn bằng những cái loại ngọc quý để cúng dường đến tăng chúng có Đức Phật là tòa chủ. Y chính là trưởng giả Minh Đạt Cát sau này trong thời kỳ Đức Phật hiện đại của chúng ta, tức là Đức Phật Vô Thầm Má. Cái vị tộc trưởng Apara Chita kiến tạo hương thất có 3 cửa sổ, mỗi cửa sổ làm bằng 7 loại ngọc báu, và từ trong hương thất nhìn ra cửa sổ để thấy cái hồ sen lớn bằng vôi trắng, trong hồ chứa nước thơm gồm 4 loại nước, trong hồ trồng 5 loại hoa ngũ sắc quý tỏa hương thơm ngát. Xung quanh hương thất thì tộc trưởng cho nghiền 7 loại ngọc báu làm bằng cát cao đến ngọc đầu gối. Khi mà hương thất hoàn tất, tộc trưởng Apara Chita đi đến trưởng lão Sena là anh của mình, bạch rằng: bạch ngài, hương thất đã hoàn tất, mong rằng được sử dụng. Và tôi được nghe rằng sẽ có nhiều phước báo khi mà hương thất được sử dụng. Trưởng lão Sê Ná đi đến ý kiến bậc đạo sư, bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, tộc trưởng Apara Chita đã kiến tạo hương thất cúng dường đến Đức Thế Tôn và tăng chúng. Giờ đây y mong ngài sử dụng hương thất đó. Đấng Thập Lực Kassapa từ nơi chỗ ngồi đứng dậy cùng chư tăng đến nơi hương thất, và ngài thấy 7 loại ngọc báu trải xung quanh hương thất. Ngài đứng lặng yên trước cổng hương thất và hiểu ý của ngài, tộc trưởng bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, việc canh giữ hương thất ấy là trách nhiệm của con, xin ngài hãy ngự vào. Và bậc đạo sư đã ngự vào hương thất đó. Tộc trưởng Apara Chita cho người canh giữ xung quanh với lời nói rằng: các ngươi hãy ngăn cấm những ai lấy báu vật với khăn
rổ hay là bao. Nhưng mà đừng có ngăn cấm những ai dùng tay nắm lấy chút ít. Hãy loan báo khắp kinh thành rằng tộc trưởng Apara Chita cho rã ngập ngọc báo bảy loại xung quanh hương thấp. Những kẻ nghèo đến nghe pháp từ Đức Thế Tôn được phép lấy ngọc với hai nắm tay. Người nào khai giả thì chỉ nên nhận ngọc bằng một bàn tay mà thôi. Được biết rằng y có sự suy nghĩ rằng những người có đức tin muốn nghe pháp sẽ đi, riêng những ai chưa có đức tin cũng sẽ đến nghe pháp vì nhận lợi lộc. Khi nghe được pháp bảo rồi cũng sẽ thoát khỏi những sự khổ đau. Và do đó tộc trưởng đã thông báo như thế để tế độ những cái người nghèo khổ. Đại chúng đến nghe pháp nơi Đức Thế Tôn và ra về với hai bàn tay nắm ngọc. Cái số ngọc rải đã hết thì tộc trưởng lại tiếp tục rải lần thứ nhì, cũng ngập đến đầu gối. Rồi đến lần thứ ba cũng như vậy. Ngoài ra tộc trưởng còn cúng dường viên ngọc mà mani lớn bằng cái quả dưa hấu, màu đỏ rất là xinh đẹp. Y đặt viên ngọc dưới chân của Đức Thế Tôn với sự suy nghĩ rằng đại chúng nhìn vào viên bảo ngọc chắc chắn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cái dung nhan của bậc đạo sư mà không biết chán. Và đại chúng đã nhờ đó mà chiêm ngưỡng Phật thân và phát sanh niềm tin tín nơi ngài rất là nhiều. Một hôm có một gã Bà La Môn nghèo có cái tâm tà vậy, nghĩ rằng được nghe có bảo ngọc đỏ mani vô giá của tộc trưởng đã cúng dường Đức Phật đặt dưới chân của ngài, ta hãy đến đó đánh cắp cái viên bảo ngọc. Và gã Bà La Môn đó đã đi đến tịnh xá trà trộn với đại chúng và đến lễ bậc đạo sư. Thấy được cái nhân điều khả nghi của tên Bà La Môn này, tộc trưởng Apara Chita biết rằng cái gã này sẽ đánh cắp viên bảo châu thôi, thật là bất xứng với hành động của y. Và cái gã Bà La Môn đó đã đi đến đảnh lễ Đức Phật, để tay giống như người đảnh lễ, hạ mình xuống, và nhân cơ hội ấy y đã chôn cái viên bảo ngọc vào trong tay áo và trốn ra khỏi đại. Tộc trưởng Apara Chita không có hài lòng với hành động xấu xa của cái tên này. Khi mà nghe dứt pháp thoại thì Apara Chita đã đi đến đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con cho rải ngọc bảy báo ba lần, ngọc đến đầu gối ở xung quanh hương thất này để cúng dường đến ngài và tăng chúng. Khi mà đại chúng đến nghe pháp và nhận lấy những bảo ngọc ấy, con không hề phiền muộn. Nhưng mà hôm nay con không hoan hỷ với hành động của gã Bà La Môn khi đã lấy cốc viên bảo châu mani đỏ. Nghe tộc trưởng trình bày như vậy, Đức Phật mới phán rằng: Này thiền gia nam tử, ngươi không thể tự gìn giữ bảo vật của mình để có bị người khác đánh cắp hay sao? Và ngài đã gợi ý cho tộc trưởng Apara Chita như thế. Tộc trưởng Apara Chita hiểu ý mới phát nguyện rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay trở đi, dù cho cả trăm, cả ngàn hay cả trăm ngàn người như đức vua hay là bọn cướp đi nữa, cũng thể nào uy hiếp kiếp đoạt của con được, dù chỉ là một sợi chỉ ở trong tay áo hay là chiếc khăn choàng, nếu như không có sự đồng ý của con. Ngay cả lửa cũng không đốt được tài sản ấy, nước cũng không thể cuốn trôi đi tài sản ấy. Và Đức Phật đã tùy nghĩ, sự ước nguyện của ngươi sẽ được thành tựu. Y chỉ tăng bất chỉ tăng tùng hằng khi phẩm bê và sám chật thu. Rồi vào ngày khánh thành hương thất, tộc trưởng đã cúng dường đại khí đến 680.000 vị tỳ khưu trọn trong 9 tháng. Cuối cùng vào ngày chót á, thì y đã dâng tam y đến mỗi vị tỳ khưu. Y ấy bằng vải sa thị cá và có giá trị là 1.000 độc quyền vàng. Tộc trưởng Apara Chita
tạo thiên hành như thế cho đến khi mệnh chung, thọ sanh về thiên giới, luân chuyển trong hai cõi nhân thiên suốt thời gian một kiếp của Đức Phật. Vào thời hiện tại, từ thiên cung, vị thiên tử ấy hạ sinh vào thê bào của một đại gia tộc, trưởng giả trong thành Rajagaha, và vị ấy ở trong thê bào 9 tháng rưỡi. Vào ngày hạ sinh, đồng tử ấy đầu rực sáng những cái vật trang sức chiếu ngời như là đang hiển lộ hào quang. Toàn kinh thành đã chói rực đồng loạt như vậy. Và từ ban sáng, trưởng giả là thân phụ của đồng tử đi vào vòng cung để triều kiến Đức vua Bimbisara. Thấy hiện tượng kỳ lạ này xảy ra trong thành, Đức vua phán hỏi các vị đại thần: này chư khanh, vì sao hôm nay tất cả vũ khí, luôn cả những vật trang điểm ngay trong kinh thành này cũng sáng rực lên như vậy? Các khanh có biết là nguyên nhân gì không? Vị trưởng giả mới tâu rằng: tâu đại vương, thần biết. Này trưởng giả, chẳng hay do nguyên nhân gì? Tâu bệ hạ, đó là do nô lệ của ngài vừa chào đời. Sự sáng rực ấy là do năng lực phước báo của hài tử là con của hạ thần. Này khanh, nó sẽ trở thành giặc cướp hay sao? Tâu đại vương, không phải như thế đâu. Đó là hiện tượng của một bậc đại phúc đức, cho nên đã khiến xảy ra cái điều là hào quang rực rỡ như vậy. Khi nghe như vậy thì Đức vua Bimbisara vô cùng hoan hỷ, ban cho đồng tử ấy mỗi ngày 1.000 đồng tiền vàng và phán rằng: nếu như thế này khanh, khanh hãy nuôi dưỡng hài nhi, hài tử ấy cho chu đáo, và đây là từng sữa của nó đây. Vào ngày lễ đặt tên thì đại chúng đã đặt cho tên của hài tử đó là Chotika. Chotika có nghĩa là quang minh, vì đã khiến cho kinh thành rực sáng đồng loạt như vậy. Công tử Chotika khi mà trưởng thành được 16 tuổi thì chàng muốn kiến tạo cho mình một tòa lâu đài. Khi chọn được một khoảng đất vĩ, công tử Chotika gọi thợ đến kiến tạo cho mình tòa lâu đài. Và khi đó, nơi Đao Lợi Thiên Cung, chiếc nghe vàng Bandukambala của Đức Thiên Vương Đế Thích chợt nóng lên. Thiên Vương mới quan sát rằng đây là do cái nguyên nhân gì. Và ngài biết công tử Chotika muốn xây dựng tòa lâu đài cho mình. Cho nên Thiên Vương Đế Thích mới suy nghĩ: công tử Chotika là bậc đại phước, không thể ở trong lâu đài do con người kiến tạo, mà ta phải giúp đỡ cho ta, cho y. Rồi Đức Vua Trời Đế Thích sai vị thiên tử kiến trúc giúp cho Chotika. Đích thân ngài đi xuống nhân giới, hóa thân là một người thợ mộc kỳ tài, đi đến nơi để xây dựng lâu đài và hỏi đại chúng rằng: các ngươi đang làm gì đó? Chúng tôi đang dọn đất cho bằng phẳng để kiến tạo lâu đài cho công tử Chotika. Các ngươi hãy tránh đi, công tử Chotika không thể nào ngủ trong một cái lâu đài do các ngươi kiến tạo đâu. Rồi Thiên Vương Đế Thích đưa mắt nhìn khoảng đất rộng 16 mẫu, lập tức nơi đó trở nên bằng phẳng. Và Thiên Vương Đế Thích đã chú nguyện rằng lâu đài 7 tầng bằng 7 loài báo hãy hiện khởi anh nơi đây. Và ngay lập tức tòa lâu đài 7 tầng liền xuất hiện. Rồi Đức Vua Trời Đế Thích chú nguyện tiếp: 7 vòng rào, 7 loại báu vật này hãy hiện khởi, hãy hiện khởi quanh lâu đài. Và 7 hàng rào đã xuất hiện. Ngài lại nguyện tiếp: 4 như ý thọ, tức là 4 cây như ý hễ mọc lên ở 4 góc lầu, hãy xuất hiện 4 hầm châu báu. Và lập tức 4 hầm châu báu cùng với 4 cây như ý thọ hiện ra. Trong 4 hầm châu báu ấy, một hầm rộng 1 giao tuần, một hầm rộng 3 giao vũ tát, một hầm rộng nửa giao tuần, và một hầm rộng 1 giao vũ tát.
Nơi bãi cánh cửa của bãi vòng rào đó có bảy vị chúa Yashoa canh giữ lâu đài. Cửa thứ nhất là chúa Yashoa Yamamoli. Cửa thứ hai là chúa Yashoa Uppalha. Cửa thứ ba là Yashoa chúa Vajira. Cửa thứ tư là Yashoa chúa Vajira Bhaha. Cửa thứ năm là Yashoa chúa Sataka. Cửa thứ sáu là Yashoa chúa Sakatatha. Cửa thứ bảy là Yashoa chúa Dissamukha. Và cửa thứ nhất thì có 1,000 Yashoa tùy tùng. Cửa thứ hai 2,000 Yashoa tùy tùng. Cửa thứ ba thì 3,000. Cửa thứ tư là 4,000. Cửa thứ năm là 5,000. Cửa thứ sáu là 6,000. Và cửa thứ bảy là 7,000 quý Yashoa tùy tùng. Bên trong lẫn bên ngoài đều có sự canh phòng, sự nhìn rất là nghiêm ngặt. Đức vua Bimbisara đã được tin rằng cái lâu đài bảy loại ngọc báo cao bảy tầng xuất hiện cho công tử Chotika cùng với bốn hầm châu báu của bốn cây như ý thọ. Ngài vô cùng hoan hỷ và ban chức vụ trưởng giả cho công tử Chotika. Và chư thiên cũng phải mang một người nữ tuyệt sắc hữu phước từ Bắc Cô Lưu Châu đến tòa lâu đài đó để kết duyên cùng với công trưởng giả Chotika. Nữ nhân xinh đẹp ấy khi về nhà chồng có mang theo ba bảo vật là ba cái tảng đá lửa tự phát sáng, tự nhiên phát sinh ra, vật thực chính cũng tự nhiên nơi lửa đó tắt đi, ngay cả nấu những cái vật thực khác cũng như thế. Còn về nấu gạo thì hai người chỉ dùng cái loại gạo mà không bao giờ vơi, chỉ một cái nấu gạo vậy mà xài hoài không hết. Dù rằng sống trọn cái kiếp sống của trái đất nhưng mà cũng chẳng có hề hỏng gì đến những tài sản đó. Và được nghe lại rằng khi những người ấy muốn có gạo khoảng 1,000 xe bò thì lập tức gạo từ cái đấu đó nó tuôn ra đầy tràn cả trăm cỗ xe bò. Nhưng mà gạo ở trong đấu ấy chẳng hề vơi đi một hột. Là người trong tòa lâu đài đó không sống với cái ánh sáng của lửa mà chỉ sống bằng ánh sáng phát ra từ bảo châu của Mani, của Ngọc Mani. Khi mà tài sản thù diệu tối thắng của trưởng giả lan truyền khắp với quả diêm phù thì đã xuống từ các nơi, đã kéo về kinh thành Rajagaha để chiêm ngưỡng kỳ quan đặc biệt đó. Bây giờ trưởng giả Chotika lấy gạo từ đậu đem nấu lên cho đại chúng dùng và báo rằng quý vị hãy nhận vài hãy nhận vải cùng với những cái vật trang sức từ nơi cây như ý thọ. Sau đó trưởng giả lại khai mở một hầm châu báu nhỏ là một keo một đá và nói rằng các vị hãy nhận lấy những tài sản này, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Khi mà toàn dân trong cõi Diêm Phù nhận lấy tài sản từ lâu đài của trưởng giả Chotika thì nơi hầm châu báu ấy sự vơi đi tài sản châu báu từ hầm đó chỉ có một lóng tay cũng không hề có, tức là lấy hết bao nhiêu thì đó là phát sinh liền bấy nhiêu. Đại chúng lấy vải, lấy đồ trang sức cùng những loại châu báu theo ý thích của mình rồi ra đi. Rồi sự tán thán về tài sản của Chotika đến tay của đức vua Bimbisara. Đức vua muốn ngự đến tòa lâu đài của trưởng giả Chotika nhưng mà không thể nào đi đến được vì đại chúng quá đông. Về sau khi mà đại chúng thưa dần rồi, đức vua Bimbisara mới phán bảo với thân phụ của trưởng giả Chotika rằng: Này khanh, trẫm muốn ngự đến lâu đài bảy báu của Chotika. Tâu đại vương, lành thay. Rồi trưởng giả về bảo với con rằng:
Này con, Đức Vua muốn người đến tòa lỗ đài của con đó. Dạ thưa con, thưa cha, cha hãy thỉnh Đức Vua người đến đi. Vua cùng với tùy tùng người đến tòa lỗ đài. Khi ấy nàng tỳ nữ quét rác trước cổng của lỗ đài, nơi mà cánh cửa thứ nhất, nàng cung kính chào Đức Vua. Khi thấy ngài người đến thì đưa tay cho Đức Vua nắm lấy. Đức Vua e ngại vì ngỡ rằng đây là trưởng giả phu nhân, ngài không dám nắm tay của nàng tỳ nữ đó. Trưởng giả đi đến tiếp kiến Đức Vua và tâu rằng: tâu đại vương, xin thỉnh ngài hãy ngự vào. Cái nền lâu đài bằng ngọc mani trắng trong, Đức Vua không thấy phân biệt được, nhìn thấy như nó là những cái hố sâu khoảng trăm người chồng lên trong, cũng chưa có chạm đấy. Đức Vua khởi lên cái ý nghĩ rằng: ồ, chẳng lẽ chủ tịch giá đào cái hố để ám hại ta hay sao? Và ngài không dám ngự vào trong đại sảnh. Hiểu ý của Đức Vua, trưởng giả chủ tịch giá tâu rằng: tâu bệ hạ, không phải là hố sâu đâu, xin bệ hạ hãy theo chân hạ thần. Và Đức Vua đã theo chân trưởng giả chủ tịch giá quan sát từ lầu 1 cho đến lầu 7. Trong khi nhìn ngắm tòa lâu đài thì hoàng tử Acha Tassatu đã khởi lên cái tư tưởng: phụ vương ta thật là ngu xuẩn, gia chủ này sống tòa lâu đài bằng ngọc bảy báo, mà phụ vương ta là vua mà lại sống trong hoàng cung bằng gỗ. Khi ta mà làm hoàng đế, ta sẽ chiếm đoạt cái lâu đài này, ta sẽ không cho cái gia chủ này sống ở nơi này nữa. Và khi Đức Vua cùng với tùy tùng lần lên lầu thứ bảy thì đến bây giờ đã đến giờ thọ thực buổi sáng. Đức Vua phán bảo với trưởng giả Chotika: này khanh, chúng ta sẽ thọ thực tại nơi này. Tâu đại vương, thần đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trưởng giả Chotika thỉnh Đức Vua tắm rửa trước khi dùng vật thực. Đức Vua tắm rửa bằng nước hoa đựng trong 16 cái chậu, và trong khi tắm, ngài ngự trên sàn tọa được trang hoàng một cách lộng lẫy, bên trên được che bằng chiếc lộng trắng chia cái tầng bằng ngọc mani trắng của trưởng giả Sutika. Thì nha gia nhân mang nước rửa tay đến dân Đức Vua, rồi dâng cơm đề hồ đựng trong cái mâm vàng có giá trị là 100.000 đồng tiền vàng. Mâm cơm đầy những vật thực thơm vị đặt trước mặt của Đức Vua. Và khi Đức Vua toan dùng cơm đó thì trưởng giả ngăn lại, nói rằng: tâu đại vương, hãy đợi, vì đây chỉ là loại cơm đề hồ mà thôi. Rồi một gia nhân lại dâng lên cái vật thực phụ tùng dùng chung với cơm đề hồ. Đức Vua dùng vật thực ấy rất là nhiều, nhưng mà không hề cảm thấy thỏa mãn. Và thấy như thế, từ trưởng giả chủ tịch á mới thưa rằng: tâu bệ hạ, thôi vừa đủ rồi, ngài chứ nên dùng quá nhiều cái hàng được như vậy. Này chủ tịch á, khanh lo ngài mình sẽ vơi hết vật thực hay sao? Tâu đại vương, chẳng phải như vậy đâu. Cái lượng vật thực như thế này vẫn đủ dùng cho cả một quan quân trong triều cả tháng. Thần chỉ e ngại rằng mình mang tiếng mà thôi. Ồ, vì sao khanh lại mang tai mang tiếng? Tâu bệ hạ, nếu như bệ hạ không kiềm chế thì bệ hạ sẽ bị bội thực. Vì thần sợ rằng, tiếng đồn rằng hôm nay Đức Vua ngự đến lâu đài của trưởng giả Chô Thị Cá, chẳng biết Chô Thị Cá đã dùng loại vật thực gì để tiếp đãi mà khiến cho nhà vua phải lâm bệnh như thế này. Nếu thế thì khanh hãy mang vật thực này đi đi, và đoàn tùy tùng của Đức Vua sẽ dùng loại vật thực như thế, vẫn không thể nào làm cho hết vật thực đó được. Sau khi thọ thực xong, Đức Vua Bhimisara ngồi bàn bạc về sự an lạc của trưởng giả Chotika, và ngài hỏi rằng: này Chotika khanh, chẳng hay phu nhân của khanh ở đâu? Nàng không có ở trong lâu đài này thì sao? Tâu bệ hạ, có ạ. Vậy thì nàng ở đâu?
nàng luôn luôn ở trong phòng thánh thiết, nên không hay bệ hạ đã ngự đến đây. Thật vậy, nàng kiều nữ của Bắc Cu Lưu Châu ấy, tuy đức vua ngự đến tòa lâu đài từ sáng đến trưa như vậy, nhưng mà nàng ta không hề hay biết gì. Biết rằng đức vua muốn biết mặt vợ của mình, cho nên trưởng giả Chô Thị Cá đi vào phòng và nói với nàng ấy rằng: Này em thân yêu, đức vua ngự đến lâu đài của chúng ta, chẳng lẽ em không ra diện kiến với đức vua hay sao? Này anh thân yêu, đức vua ấy là như thế nào? Này em, đó là vị lãnh tụ quân của xứ Makatha này, là chúa của chúng ta đấy. Nghe vậy thì cô ta cau mày lại, có vẻ phiền muộn rằng: Thang ơi, chúng ta còn có người làm chủ, thế thì việc phước của chúng ta là khi trước không đủ cái đức tin trong sạch hay sao? Cho nên tại sao này phát sinh lên lại có người lớn hơn ta nữa? Chắc chắn cái sự thí của chúng ta đã thiếu đức tin, cho nên quả thí mới như vậy. Này anh, bây giờ đây em phải làm như thế nào? Thì em phải cầm cái quạt ra hầu đức vua đi. Và vợ của trưởng giả đã đến quạt hầu đức vua. Trong lúc quạt, màu sắc rực rỡ của chiếc khăn hoàng cùng với mùi mồ hôi của đức vua xông lên, làm cho cô ta chảy nước mắt. Và thấy như vậy thì đức vua Viêm Visara phán hỏi với trưởng giả Chô Thị Ca rằng: Này trưởng giả, thường thì nữ nhân là người kém hiểu biết, có lẽ nàng khóc vì sợ rằng đức vua sẽ chiếm đoạt tài sản của chồng mình, phải không? Khanh hãy làm cho cô ta yên lòng đi, chẳng không có chiếm đoạt tài sản của khanh đâu. Tâu Đại Vương, không phải như vậy đâu. Nếu như vậy thì tại sao cô ta khóc? Cô ta tuôn nước mắt vì màu sắc rực rỡ của chiếc khăn vấn đầu của đại vương, cùng với cái mùi hôi từ cái ánh sáng của lửa. Vì rằng Tâu Đại Vương, vợ của thần, từ trước đến giờ chưa bao giờ quen với loại ánh sáng từ lửa. Nàng quen sống với ánh sáng của Ngọc Mani, còn bệ hạ thì quen với ánh sáng từ nơi lửa. Ồ, thật như vậy ư? Tâu Đại Vương, từ nay trở đi ngài hãy sống với ánh sáng của Bảo Ngọc Mani đi. Và trưởng giả Chô Thị Cá dâng lên đức vua Bimbisara cái viên bảo châu lớn bằng cái quả dưa hấu. Đức vua đã ngự lãm tài sản của Chô Thị Cá sống và phán rằng: Ồ, tài sản của ngươi quá thật là vĩ đại. Và đức vua trở về hoàng cung. Câu Phật ngôn 416 ha, có một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời. Tức là người nào trong cuốn này đấy dứt bỏ được ái dục, đã sống không nhà với cái đời sống pha mãn xuất gia, những cái sự tham ái về dục, về sắc, về phi hữu mà đã được đoạn tận, thì đức Phật gọi đó là một vị Bà La Môn. Thì qua duyên sự này chúng ta thấy rằng hưởng đầy phước báo của nhân thiên, kiếp chốt pháp quan đủ thiện duyên, theo Phật thành tỳ khưu lậu tận, bỏ nhà bái báo mặc vua chuyên, tăng nghi sư vẫn tiếc vợ nhà, Phật dạy người trừ ái xuất gia, diệt hữu không luân hồi cõi thế, đó bậc Bà La Môn của ta. Như vậy thì câu Phật ngôn này với một duyên sự rất là dài ha, chắc chắn rằng sẽ có nhiều sự nghi vấn để cho quý vị đặt câu hỏi. Chúng ta còn 6 phút nữa, xin mời sự thắc mắc của quý vị qua câu Phật ngôn 416 này. Alo, một thời gian ngắn
à, nhưng mà cũng để cho quý vị nói lên à, cái sự ưu tư tại sao câu Phật ngôn này có những cái điểm kỳ lạ à, hoặc là có những cái điểm quý vị đồng thuận hay là quý vị cảm thấy nghi ngờ tại sao à, hai anh em cùng trồng một vùng mía mà đến bây giờ cái kết quả kỳ cục vậy, nhân quả như thế nào à, đây là một điều chúng ta phải nêu ra. Hay là nghe dường sự dài quá quý vị ngủ hết trơn rồi à, chúng tôi đọc cũng muốn ngất ngư con tàu luôn à, với cái dường sự này. Rồi nhìn lại thì đạo tràng ngồi im ru sớm quá, ngủ hết rồi, có ai còn thức không? Lý do tại sao câu Phật ngôn này có những cái điểm kỳ cục à, còn nghe hả? Rồi bây giờ Sĩ Thiền Vũ nó nghe, bây giờ Sĩ Thiền Vũ nghe như thế nào, xin mời bàn tay của Sĩ Thiền Vũ có ý kiến. Alo, nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia hay sao, hay nghe có còn tồn động cái gì? Mời Sĩ Thiền Vũ có ý kiến về duyên sự câu Phật ngôn này. Alo, khang tiếng rồi, nói hết nổ rồi. Mời Sĩ Thiền Vũ. Bởi vì Sĩ Thiền Vũ tránh lên, còn nghe nè, nghe thì phải trả lời. Mời Sĩ Thiền Vũ nha. Wow, nghe mà không nói được à, như vậy vừa nghe vừa ăn cơm ăn à, nhai gì trong miệng á à, cho nên coi như nó là nghe nhưng mà nói không được bởi vì nó có gì trong miệng à. Sĩ Kim Nhung xà thủ xin mời. Dạ alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ thưa sư, con xin thanh minh một chút xíu, và là cái máy của con nó lớn, tại vì cái lỗ tai của con nó bị ảnh hưởng về lão mại rồi, nên con nghe cũng không rõ, để con cũng sợ mọi người nghe không rõ nên là con mở lớn lên, nhưng mà giờ con biết rồi, con sẽ điều chỉnh lại nhỏ bớt, tại vì cái lỗ tai của con nghe không rõ. Còn trong cái duyên sự của câu Phật ngôn 4:16 này á, thì con nghe từ đầu đến cuối nhưng mà nó cũng dài quá à, nhưng mà con theo con ấy thì cái điểm chính ở trong cái câu duyên sự này á, là từ cái chỗ mà rụng mía rồi cúng vị Phật độc giác mới xả thiền diệt, thì do cái lời nguyện, thì cái lời nguyện của người em á, thì là sau khi cúng xong á, thì có xin nguyện với ngài Phật độc giác á, là xin được thiên sản và thánh sản rồi mới xin được pháp mà ngài đã chứng. Còn cái lời nguyện của anh sau khi mà người em đem đi về mà biết rằng người anh biết rằng là người em từ ruộng mía đi về nhưng lại không đem một cây mía nào, thì lúc đầu người anh giận, nhưng mà sau khi được người em trình bày là vì đã cúng dường vị Phật độc giác, rồi cũng nói là vị Phật độc giác đã hiện, đã dùng thần thông để hiện ra là cho người em thấy được là cái phần mía mà cúng dường á, thì đã được đem về núi Gan Thá và chia cho 5 vị độc giác Phật khác dùng, nên người anh lúc đó rất là hoan hỷ và phát nguyện là với cái phước báu mà người em đã cúng dường cái cây mía của mình á, thì xin cho đắc được pháp mà Đức Phật độc giác đã chứng. Như vậy là cái lời nguyện của người anh á, thì nó chỉ có là đắc được pháp mà Đức Phật đã chứng, còn người em thì thiên sản, nhân sản, và sau đó thì mới được pháp, mới nguyện cái pháp. Do đó người em sẽ luân hồi mà rất là giàu có, nhưng mà cuối cùng thì cũng đắc được pháp, còn người anh thì
đắc được pháp nhanh hơn. Đó là theo ý của con. Dạ, con nhận thấy cái duyên sự của bài này thì nó ở hai cái lời nguyện đó. Dạ, con chỉ thấy được nhiêu đó thưa sư. Và con cũng thấy là nếu mà mình cúng dường với cái tâm hoan hỷ thì và với cái người cúng dường và cái người nhận vật cúng dường mà cùng hoan hỷ và cùng trong sạch thì cái lời nguyện nó sẽ thành đạt. Thì con thấy được điều đó. Dạ, con kính tri ân sư rất nhiều. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, chị Kim thấy được điều đó thì cũng đã hết giờ. Phải thấy sớm sớm một chút nha. Cái quan trọng á là hai anh em, một người thì muốn được nhân sản, thiên sản và thánh sản, còn người thứ hai thì muốn được thánh sản mà thôi. Nhưng mà nãy sư Kim Nhung nói thiên sản, thánh sản, quên đi cái nhân sản mình đang hiện khởi nè. À, cái hiện tại của chúng ta là nhân sản này. Và chính cái nhân sản này á, chúng ta mới sống trong hiện tại chứ. Chứ còn thiên sản là sau này, còn thánh sản cũng là sau này. Cái quả do cái nhân sản này mà ra. Mà không chịu đề cập cái nhân sản, chỉ có nói thánh sản và thiên sản mà thôi. Khổ thiệt. Thôi cũng hết giờ rồi. Phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật. Chị Kim Nhung cũng đã ôn lại ha. Đó là một điều nhắc nhở cho chúng ta phải hoan hỷ trong thiện pháp. Để rồi chính những thiện pháp này cho chúng ta nhân sản, thiên sản và thánh sản. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tinh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo po tu sa pa da. Do lời chân thật này chính dân quả phước lên chư tôn thiền đức an ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hài Gia. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Hôm nay chúng ta ra đi không kèn không trống ha. Xin phép được đóng room nha.